Vô đây nè mình ơi. Đợi tôi với mình. Dạ thưa anh chị, hai vợ chồng em mới tới. Dạ thưa anh chị, mới tới. Rồi ai mời hai vợ chồng nó qua đây nữa đây? Tôi đó. Rồi mời làm gì nữa? Thì sẵn đây mời hai chồng chú qua đây có chuyện muốn nói. Là vấn đề chia gia tài trong nhà. Gì? Chia gì? Đừng nói chia nhà này nha, tôi không có chịu đâu đó. Bà ngộ quá, im đi tôi nói. Thì nói chung là hai chồng chú tới đây cũng tới rồi. Tôi muốn chia gia tài, hai chồng chú thấy sao? Dạ thì phận hai vợ chồng em là em út á. Thì anh chị nói sao vợ chồng em nghe vậy ạ? Dạ đúng à, chồng em sao thì em vậy. Đó, ông coi chia làm sao được thì chia nha. Nói chung là ba má cũng mất lâu rồi, nên là nhà cửa ruộng vườn tôi cũng muốn chia ra. Chứ vợ chồng hai chú với hai chồng tôi sống chung với nhau sao được, đúng không? Nên là tôi thấy cái nhà hương quả này của ba má để lại á, nên là cũng dỗ quải hàng năm cũng chi tiêu đủ điều hết trơn á. Tôi sợ vợ chồng chú gánh không có nổi nên là để tôi. Còn mảnh đất sau vườn á, dưới cái liều nhỏ nhỏ đó đó, tôi tính chia cho hai vợ chồng chú. Hai vợ chồng chú thấy làm sao? Dạ thì cũng được ạ. Dạ phận anh lớn, anh nói sao thì vợ chồng em nghe gì ạ. Nhưng mà anh chị ơi. Cái gì? Xin gì nữa? Không có cho nó đâu ở nhà. Dạ không có, tại vì kế bên cái chòi có cây ổi á anh chị. Em muốn xin anh chị luôn cây ổi để vợ chồng em có kế mà xin nhai. Thôi có cây ổi à, cho đi. Thôi vợ chồng tôi cũng rộng lượng, thôi cho hai chồng chú cây ổi đó đó. Dạ hai vợ chồng em cảm ơn anh chị ạ. Dạ em cảm ơn anh chị. Rồi còn gì nữa không? Dạ không ạ. Thì thôi thì xuống dưới coi thu xếp đồ đạc dọn đi đi. Dạ. Dạ. Xin phép vợ chồng anh chị, em về. Rồi đi đi, dọn đồ ra nhanh đi. Đi lẹ đi. Ông này cho cái ổi nó. Thì có cái ổi à, cho đi chứ. Trời ơi. Trái nhiều quá mình ơi. Trái nhiều quá mình ơi. Ừ. Chuyến này là bội thu rồi. Thôi giờ tôi đói bụng quá. Mình lên bẻ đi. Để tôi ở dưới tôi hứng cho. Xong rồi tôi đem ra chợ tôi đổi gạo. Xong về tôi nấu cơm hai vợ chồng mình ăn. Ừ. Vậy để tôi bẻ. Cẩn thận nha. Tôi biết rồi. Wow. Nhiều quá mình ơi. Mình đưa rổ đây. Phía trên kìa, phía trên kìa. Thêm nữa đi mình. Quá trời nhiều luôn. Kìa kìa nó kìa nó kìa. Đâu? Ôi, nhiều quá nè. Bẻ nữa đi mình. Ừ, tôi đang bẻ nè. Thôi được rồi mình ơi, xuống đi mình. Nhiêu đây là đủ lắm rồi. Ừ, để tôi xuống. Cẩn thận nha. Tôi biết rồi. Quá trời nhiều luôn nè. Để giờ tôi đi ra chợ đổi mớ gạo về vợ chồng mình ăn. Gì gió quá mình ơi. Ý, gió lớn quá mình ơi. Ý, có gì trên đó vậy? Ý, quả kìa. Mình, con quả kìa. Con quả, mày đi đi. Nặng hết ổi nha mình ơi. Trời ơi. Quả ơi, quả, mày đi đi quả, tao xin mày. Mày đi đi, tao lại mày đó. Vợ chồng tao chỉ có cây ổi này thôi đó. Quả, quả, quả. Ăn một cái ổi, trả một cục vàng, mai túi một gan mang đi mà đừng. Quả, ủa, quả ơi, quả. Sao túi có một gan gì quả, mà không phải là ba gan. Mày coi gỗ tích hơi nhiều rồi đó. Dòm này cái gỗ ổi của hai vợ chồng mày kìa. Trái chín không? Nãy tao thấy trái chín chín cả tao đáp. Tính đáp xuống đồ ăn. Hai vợ chồng mày bẻ hết trơn luôn. Tao ăn trái sống luôn nè. Thôi thôi tao về đó nha. Ê, nhưng mà nhớ là túi một gan thôi nha. Nhích qua một phân thôi tao cũng không chở đi đâu đó. Nhớ thức sớm đó, cài báo thức đi. Tao đi rồi nha. Quả
Sao ông thẫn thờ đây vậy? Thì tôi đang đợi nó nè. Rồi không biết nó đưa tôi đi đâu nữa. Ủa bộ ông định đi thiệt hả? Thì tôi định đi thiệt mà. Rồi lỡ nó không lại, nó nói xạo ông rồi nó không lại rồi sao? Không, tôi nghĩ là nó nói thiệt, không nói xạo đâu. Rồi muốn đi thiệt vậy luôn? Ừ, thử mà. Thì được ăn cả nhã gì không? Vậy rồi, mê túi chưa? Tôi mê rồi, đây nè. Đúng một gan ông ấy nghe. Nè, đúng một gan luôn. Thôi nhưng mà tôi lo quá. Thôi vậy thôi ông đừng đi, kệ đi. Thôi có gì đâu mà lo, thì mình thử một lần đi. Lo lắm. Giờ mình không cần số gì nữa đâu. Mình chỉ cần hai vợ chồng mình vui vẻ sống qua ngày là được rồi. Cần gì số vàng đó làm chi? Thôi nhưng mà tôi vẫn phải thử một lần. Ý ông ơi, hình như nó lại rồi kìa. Đâu? Đó. Thôi vậy thôi tôi ra nha. Tôi đi đó. Thôi mà ông ơi đừng có đi. Thôi tôi đi đó. Mình ơi. Quá. Ê. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Ê, nhưng mà đưa cái túi tao coi ơi. Nè. Thôi, nhưng mà nhìn mặt mày uy tín quá. Lên đi. Rồi tao lên đó. Ừ, chắc chưa? Bay nha. Ủa, quả ơi, sao đi lâu mà chưa tới nữa quả? Thì từ từ đi, để tao mở Google Maps lên tao coi coi. Nó bụng chết rồi nè. Chào anh quả đẹp trai, hành trình mình còn 500m nữa tới nơi ạ. Còn 500m nữa đó. Ủa, quả coi bản gì vậy? Thì coi bằng điện thoại chứ coi bằng gì. Điện thoại gì? Điện thoại cục gạch. Trời ơi. Rồi bộ quả không biết đường sao? Không. Lần này là tao chở mày lần đầu tiên đi luôn á. Rồi có phải là đảo vàng không? Tao không biết nữa, tao nghe người ta nói á. Người ta nói rồi hả? Nghe ai nói? Nghe chị Google. Nè tới rồi nè. Tao đáp xuống đó nha. Giữ chặt nha. Rồi. Rồi tới nơi rồi đó. Ủa, bãi vàng đó sao mày không chở, mày chở tao lại bãi đá. Bãi vàng. Ủa, bãi đá hả? Nè, toàn là đá không nè. Kỵ ta. Rồi ai chỉ mày đây vậy? Google Map á. Trời ơi, tao đã bị mày lừa rồi. À, mấy cục này là mấy cục vàng hả? Mày thử mày lụm vô túi mày thử ai? Vàng đâu? Thì mày thử lụm đi. Dạ anh thiệt nè. Ừ. Thôi vậy mày lụm đi, tao đi ngủ nha. Ờ đi ngủ đi, đi ngủ đi. Có chó không chạy? Thôi tao ngủ đây với mày luôn đi. Rồi đây ơi. Đây về. Hả? Chở về đi. Sẵn sàng chưa? Rồi. Về nha. Gọi tới đây đó, xuống đi. Mình ơi, tôi về rồi nè. Mình ơi, tôi về rồi nè mình. Mình về rồi, tôi mừng quá. Thôi tao về nha. Cảm ơn quả nhiều nha. À, lần nào cũng ăn cơm chó chứ. Tôi vui quá à. Tôi nhớ mình quá à. À, mình ơi. Hả? Tôi có vàng nè. Hả? Vàng thiệt nè mình ơi. Ừ, thiệt mà. Thiệt nè. Vậy là nó không lừa mình rồi. Đúng rồi. Vậy là từ nay hai vợ chồng mình không cần lo cơm áo gạo tiền nữa rồi. Ừ. Mừng tôi vui lắm mình ơi. Nghe chiêu cả mau đã cắm xào trên dòng sông ngã. Bảy cô gái năm xưa ngày nào. Trời ơi, vợ này còn hát hò nữa. Vậy chứ sao? Ngồi vậy tôi nói chuyện cho nghe nè. Nói đi khỏi ngồi cũng tôi được. Tôi mới đi ra chợ, tôi nghe người ta đồn ầm ầm ngoài chợ kìa. Đồn gì? Hai chồng thằng Út á, tự nhiên nó giàu quá trời giàu luôn. Bà nói gì? Hai chồng thằng Út. Bà có nghe lộn không vậy? Trời ơi, bây giờ đó ha, nó còn cắt cái nhà còn bự hơn cái nhà của mình nữa đó. Mà bà có hỏi tại sao nó giàu không? Sao mà tôi biết mà tôi hỏi. Bây giờ á, ông đứng vậy đi, rồi hôm qua ông hỏi hai chồng nó sao mà giàu dữ vậy. Đi, vô để tôi lấy cái nón rồi tôi đi. Lẹ lên. Để tôi xíu. Dạ, chuyện là vậy đó anh chị. Thì anh cũng nghe hai đứa giàu lên vậy là anh cũng mừng cho hai đứa. Dạ. Ủa, anh bị sao vậy anh? Anh thấy anh có lỗi với hai chồng hai đứa quá à.
Biết gì lúc đầu anh để cho hai chồng hai đứa ở chung với căn nhà của anh đi. Giờ anh thấy áy náy quá. Hay là dọn gì ha? Dạ sao? Anh tính là để hai vợ chồng hai đứa dọn lên cái nhà lớn ở đi. Để hai vợ chồng anh dọn tuốt lên cái nhà trời đó ở để bù đắp cái lỗi lầm của anh chị đã cho hai đứa thiệt thòi đó. Hai đứa tính sao? Vậy sao được anh? Được hết trơn á. Chị nói được là được à. Dạ thôi anh chị, nếu anh chị đã nói vậy thì hai vợ chồng em xin nghe theo hả? Ừ tính vậy đi nha. Dạ, vậy về coi thu xếp đồ đạc đi rồi dọn lên ở nha. Dọn lên liền đi. Mình về à? Trời ơi. Ông. Cái gì vậy trời? Ông ra ông coi ông canh cái ổi cho tôi ngủ xíu coi. Mệt muốn chết rồi nè. Cái bà này kỳ khôi thiệt chứ. Kêu canh cái ổi có một ngày một đêm đó mà giờ than lên than xuống. Hôm rày tôi canh cái tháng trời tôi có than không? Thì ra canh đi rồi lỡ nó lại còn sao. Canh cái tháng này có thấy con quạ nào đâu mà lỡ lỡ. Ê, có khi nào hả hai vợ chồng nó gạt mình không? Gạt là gạt sao? Dám chừng cô ăn cô để của bà già để lại hai chồng nó xí gạt nó quạ này quạ kia. Tôi nói nha, nếu mà chuyện này là thiệt ha, tôi không có để vụ này chìm đâu. Ông dẫn tôi đi gặp hai vợ chồng nó đi. Bà nghe cái gì không? Bà nghe cái gì không? Hình như nó lại đó bà ơi. Quả tới ông ơi, quả tới. Trời ơi, chuyện này thời mình tới rồi ông ơi. Ông, ông ơi, ông đang nghĩ nó đi. Bà đang nghĩ nó đi. Tôi không có nói chuyện rõ bằng ông đang nghĩ nó đi. Trời ơi, hai vợ chồng thằng Út nó chỉ làm sao đó rồi, đang nghĩ nó đi trời. Thôi, ông nói hay hơn, ông đang nghĩ nó đi. Quả, mày đừng có ăn của tao nữa quả ơi, tao đang nghĩ mày đó. Ăn ít thôi quả, quả mày đừng có ăn của tao nữa mà quả. Tao đang nghĩ mày đó. Quả. Sao nó không nói gì chứ vậy? Mày cứ đang nghĩ nó tiếp đi. Quả ơi, đừng có ăn nữa mà quả. Đừng có ăn của tao nữa mà quả. Quả. Rồi, tôi biết rồi đó. Con quả này bị câm chắc luôn. Trời ơi, đợi tao nói đi, người ta nói không được gì. Giờ tao nói nè. Ăn một trái ổi, trả một cục vàng, mai túi một gan, mang đi mà đừng. Ý, mà khoan. Tao nói bà gan nữa hay gì? Đúng rồi. Mày coi cổ tích hơi nhiều rồi đó. Thôi vậy đâu về. Ê, khoan nha. Nhớ là một gan thôi đó. Nhít qua một phân thôi. Tao không chở mày đi đâu đó. Rồi rồi, biết rồi, biết rồi, biết rồi. Thôi vậy tao về đó. Chiếc này mình dạo tô rồi bà ơi. Làm gì mà ngồi gầu quá vậy? Thì tôi đợi nó rước nè, bà không thấy sao? Rồi mai túi mai ơ gì chưa? Mấy chuyện đó bà yên tâm đi. Đây nè, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi nè. Trời ơi, sao có túi có chút ép gì trời? Bộ bà không nhớ nó dặn là mai túi một gan hả? Tôi mai là đúng một gan luôn, không dư một gem nào luôn. Ơi là trời, sao mà ngu dữ vậy? Nó kêu mai một gan là ông mai một gan á hả? Đúng rồi. Tôi biết ông ngu, tôi mai cho ông cái túi nè, ông thấy không? Cái gì? Cái túi bự như vậy? Rồi lỡ nó không chở rồi sao? Ông không nói, tôi không nói sao mà nó biết? Ờ hé. Ngu quá à. Nè tôi nói nè, ông cắt cái túi này đi, ông nhét vô cái lưng quần ông á, xong rồi ông gặp nó, ông đưa cái túi này cho nó, xong cái nó chở ông ra lấy vàng á, ông bỏ vàng ông vô đây nè, không lẽ lấy được vàng rồi nó không chở ông về? Công nhận bà thông minh ghê ta. Vợ ông mà. Quá 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 quá. Thôi vậy tôi đi nha. Đi đi. Tôi đi à. Ở nhà cẩn thận nha. Biết rồi. Mày đến cũng đúng lúc lắm đó. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi, đi thôi. Đưa cái túi ra tao coi coi. Yên tâm mẹ. Rồi mày làm gì vậy? Để từ từ đi rồi biết. Nè. Tao đo cái đúng không? Trời ơi, yên tâm. Chính xác 100%. Ừ, được đó. Cái thước hư luôn rồi. Bỏ mẹ rồi đi. Được rồi, đi thôi. Đi. Đi. Lên. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi, đi. Ông đi cẩn thận, nhớ đem vàng gì cho tôi nha. Quả sao mày không bay cao xíu để tao ngắm cảnh thiên nhiên quê hương rồi với người ta coi. Trời ơi, mày tưởng không mày nhẹ lắm hả? Mày nặng như quỷ vậy á. Mày đặt ngắm cảnh thiên nhiên thiên ngơ đồ. Mày nói quá, tao có nhiêu ký đâu. Mà còn bao xa mới tới vậy? Tao để tao bật Google Maps lên tao coi cái coi. Còn tới 2 cây số nữa lận quả ơi. Còn 2 cây nữa tới đó.
xa quá, mày kiếm chỗ nào chạm dừng chân để tao ghé tao ăn uống nghỉ ngơi coi. Mệt quá. Chơi, tưởng không mày đi xe Phương Trang xe tư tí nhỉ? Mày đặt dừng chân đồ, cái bụng mày kìa. Không có đồ ăn người ta muốn gãy cánh rồi. Mày có đồ ăn nữa sao? Gãy cánh luôn á, dòm cái cánh ra nè. Đâu? Đặt đầu chân đó. Trời, lan. Ê, xíu nữa là chết mày đó con. Chắc mày sống he. Tao biết bay mà. Cái ca buông mày he. Nè, tới rồi nè nghe. Để chuẩn bị xả xuống nè, vững chắc nè. Rồi. Rồi, tới nơi đó, xuống đi. Rồi vàng đâu? Đá không vậy? Vàng đó. Cái này là vàng của mày đó hả? Ừ, mày thử, mày lụm cục vô túi mày thử coi. Rồi, để tao thử coi. Trời. Trời, cái gì? Tôi kêu mày mai cái túi một gan, mày mai cái túi mấy gan làm gì? Kệ tao đi. Thua. Ê, trên đường về á mà mày có mệnh hệ gì á tao không chịu trách nhiệm đâu nha. Trời, mày yên tâm, tao có mua bảo hiểm rồi. Thua luôn rồi. Thôi vậy tao đi ngủ rồi đó nghe. Rồi đi đi. À, rồi đây rồi. Về. Về. Quay. Về. Xong chưa? Xong rồi, đi về nè. Lẹ đi, vợ con ta đang đợi nhà. Má, cái thị của nó bị lớn đó mà anh chở thêm bột vàng nữa. Rồi mày lẹ đi, lẹ mẹm gì á? Lại luôn, chắc tao gãy cánh luôn. Lẹ lên. Nếu tao nghĩ ăn trái ổi rồi, tao kiếm trái khác tao ăn. Lẹ đi. Lên. Rồi chưa? Rồi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi, bay đi. Quá, mày dặn tao sao mà không nói chuyện gì chân vậy? Nói chuyện quần què gì nữa. Mấy đầu là tôi kêu mày đem cái túi một gan mà mày đem cái túi mấy gan vậy? Mấy đầu là tao đo kỹ lắm rồi đó. Trời ơi, cái túi này bà vợ tao đưa cả mười mấy hai chục gan gì đó. Trời, là anh tao mắc lòng tin với mày rồi đó. Thôi mà bỏ đi. Mày có đem thuốc của Panadol theo không? Không có, chứ vậy. Tao nhức đầu chóng mặt quá à. Mày bỏ hết vàng được không? Trời, không có bỏ đâu, bay đi. Thôi, bây giờ mày muốn bỏ vàng hay là muốn chết? Tao không có bỏ gì hết trơn á, mày đang hù tao đó hả? Tao hù mày chi? Tao không bỏ gì hết trơn á. Ê, sao lạng quá vậy? Ê, ê, cút mẹ mày đi.